Bài thứ 8. Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh đêm mùng 5 tháng 10 năm Mậu Tý, dương lịch ngày 5 tháng 11, 1948. Đức Hộ Pháp thuyết đề tài bí mật quyền di của Bát Quái Đài và sự vận chuyển của Bát Phẩm Chân Hồn. Ngày nay bần đạo giảng tiếp cuộc dục tấn trên con đường thiêng liêng hằng sống. Hôm trước bần đạo rủ các bạn đình lại nơi Bát Quái Đài để xem cái bí mật quyền di của cơ tạo. Chỗ ấy là toàn cả nhân chân thần của dạng loại biến tướng ra tạo thành càn khôn vũ trụ. Bần đạo không cần tỏa duy lấy cái bí mật quyền di mà làm bài học. Ngày nay bần đạo tỏa hình tướng nó ra cho rõ ràng, coi có phải Phật giáo gọi kim bàn là đó chăng? Chúng ta day mặt ngó lại nơi cõi trần là khổ hải liên hệ với sông Ngân Hà. Cõi thiêng liêng thì dòng Ngân Hà có chiếc thuyền Bát Nhã. Người ngồi dưới thuyền ấy là Đức Phật Quan Âm Bồ Tát, dân lĩnh Đức Di Lạc Dương Phật để đưa rước các chân linh đoạt đạo. Bần đạo xin tỏa và đài Bát Quái ấy, nó quyền di bí mật làm sao? Trong tám cửa xuất hiện ra tám phẩm chân hồn, nó xoay tròn như bánh xe, chúng ta thấy chẳng khác cây đèn pha nơi mé biển. Hễ có xoay thì thấy tám đạo hào quang chiếu diệu khắp cả càn khôn vũ trụ. Cái tôn nghiêm không thể tỏa, mặt thiêng liêng quyền bí vĩ đại làm cho kinh khủng sợ sệt. Bởi hào quang chiếu diệu ấy, nó lẫn lộn trong khối sanh quang. Cái hình trạng các chân thần như chúng ta thấy ở mặt thế gian này, dầu thú cầm, nhân loại, thảo mộc, chân thần, hình tượng nó vẫn tốt đẹp như thường, không phải như xác thịt, thú chất chúng ta vậy. Hễ tám đạo hào quang ấy soi tới đâu thì tám phẩm chân thần đều cuồn cuộn chiếu diệu ra. Lớp thì đi, lớp thì về, lớp vô, lớp ra, muôn trùng vạn điệp không thể gì tưởng tượng được. Giả chăng trong càn khôn vũ trụ có nhiều tam thiên thế giới, tứ đại bộ châu, thất thập nhị địa, ngoài cảnh giới ấy, thế giới này qua thế giới kia, có nhiều thế giới chưa biến hình tướng cả thế giới, chưa có dạng linh vũ trụ. Chúng ta thấy sự so sánh gọi là chủ quyền hơn hết là trong phần 72 trái địa cầu có nhân loại ở. Chúng ta tưởng tượng trái đất này bề ngang có 10.000 cây số. Chúng ta chỉ lấy một tấm ban giang, chúng ta cân thử thế giới chỉ xa chúng ta 280 cây số, mà xa trái đất có một tấc thôi. Chư hiền tỷ, chư hiền muội, tưởng tượng càn khôn vũ trụ lớn vĩ đại, lấy mặt thiên liêng mà thấy càng sợ sệt. Thì ngoài ra không thể nào chúng ta thấu đáo đặng những chân hồn biến hóa ra vạn linh. Chúng ta ngó lại coi, trước Diêu Trì Cung nguy nga đẹp đẽ vô cùng, bên mặt có thế giới, bên trái cũng có thế giới chẳng khác. Nơi cung giữa cũng chiếu diệu hào quang như trước mắt chúng ta đó vậy. Tưởng cả thải muốn biết trước Diêu Trì Cung ba cung ấy là gì, bần đạo nói rõ, cung giữa trước Diêu Trì Cung là cung Hiệp Thiên Hành Hóa, bên mặt là Cực Lạc Thế Giới, bên trái là Ngọc Hư Cung. Tuy dân chúng ta thấy với con mắt thiêng liêng, bần đạo nói quả quyết rằng đường xa muốn đoạt đến muôn trùng xa thẳm, chúng ta thấy đặng là vì tại cung Diêu Trì
chúng ta muốn cái gì thì được cái nấy. Muốn đoạt đến Bát Quái Đài như chúng ta thấy khi nãy chẳng phải dễ. Kim bàn chúng ta thấy con đường muôn trùng mà không thể gì quan sát và tưởng tượng được. Bây giờ chúng ta chung vô cung hiệp thiên hành quá, rồi lần lượt qua hai cung kia, cung hiệp thiên hành quá Đức Chí Tôn để ở thế gian này cho chúng ta hiểu biết hai chữ hiệp thiên hay để trong cửa đạo. Hai chữ hiệp thiên đem để trong cửa đạo, tất nhiên đem hình tượng để nơi mặt thế gian này. Ấy là nơi ngự của tam trấn oai nghiêm, là nơi của các đấng trọn lành đóng đô tại đó. Chẳng phải nơi mặt địa cầu này thôi, trong tam thiên thế giới, thất thập nhị địa cầu cũng vậy, đều có đại diện của mình nơi đó, đặng để bào chữa tội cho vạn linh sanh chúng. Bần đạo nói nơi đây chẳng khác gì ở nơi cõi trần này, như các chỗ tòa án để làm việc vậy. Các đấng trọn lành mới được về đó làm đại diện cho vạn linh, phải có đặc quyền mới vào được cung ấy. Dầu thần vị, thánh vị hay tiên vị, Phật vị cũng phải đoạt được cấp đẳng, cấp bằng trọn lành mới vào cung hiệp thiên hành quá. Cung ấy đặc biệt để binh vực vạn linh sanh chúng. Bần đạo tưởng Đức Chí Tôn lập hiệp thiên đài tại thế này rất ngộ nghĩnh thay. Có một điều là khi bần đạo này vào thì thấy họ niềm nở. Bần đạo dám chắc nơi miệng họ, khi thấy mình đến đó hiểu được và biết được như có lời yếu thiết, họ muốn nói với mình rằng về nếu có thể nói lại với sanh chúng, tức là nhân sanh, hiểu rằng cái án của kiếp sanh họ nơi hiệp thiên hành quá đã có nhiều, chúng ta đã đảm nhiệm nhiều nỗi khó khăn, ước ao sao các bạn hiểu luật nhân quả thiên liêng, quyền thiên liêng thưởng phạt là gì, định quyền thiên liêng, đặng về nói lại, thuyết lại chỗ dỗ dành họ cho biết rằng nơi cõi hư linh còn có kẻ chí thân vẫn hằng ngày cầu nguyện và xin tội cho mọi người, nơi ngọc hư khung rất nghiêm khắc, nơi cực lạc thế giới khó khăn mà các bạn đều có binh vực và diều đường mở lối cho họ đi, đặng các bạn có một điều tu tỉnh, đặng nối gót theo Đức Chí Tôn, tận hiếu với Ngài, tận trung cùng thánh thể Ngài. Cả anh em nơi cung hiệp thiên hành quá đủ phương trước, đủ quyền hành để bảo tồn con cái Đức Chí Tôn. Họ biết tự trọng họ thì chẳng quyền năng nào ép họ đặng. Bần đạo tưởng từ thử tới giờ chưa có nền tôn giáo nào công chánh, nhân từ và đặc sắc công bình là quyền thiên liêng vô cùng vô tận. Tưởng lại tiếng hứa của Đức Chí Tôn tận độ chúng sanh không phải quá đáng vậy. Có lẽ phương pháp khó khăn ấy Đức Chí Tôn định quyền năng, dầu thế giới vô hình cũng vậy, mà thế giới hữu hình cũng vậy. Các bạn duy có tu mà thành, tu hành thì không ai có quyền hành nào biếm nhẹ các bạn, và không có quyền hành nào bỏ rơi các bạn. Nhớ hằng ngày tưởng tượng tới lẽ ấy, để tâm hăng hái đặng làm bổ bối mà theo chân Chí Tôn cho trọn đạo.